Những công trình, tác giả, tác phẩm văn học nghệ thuật sống mãi với thời gian. Các hoạt động văn hóa văn nghệ đa dạng phong phú khắp ba miền đất nước. Bản sắc dân tộc Việt Nam độc đáo, nhân văn. Văn hóa văn nghệ dòng chảy ngọt lành trong đời sống tinh thần cộng đồng xã hội. Quần chúng mong muốn những tác phẩm có nội dung chân thật và phong phú, có hình thức trong sáng và vui tươi. Khi chưa xem thì muốn xem rồi có bổ ích. Chương trình truyền hình văn hóa văn nghệ phát sóng định kỳ vào 7:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và 8:40 cùng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Kính mời quý khán giả đón xem.